điểm báo sắp trúng số là gì? Trong cuộc sống chắc hẳn ai cũng mong muốn vận may mỉm cười với mình và được trúng số độc đắc. Có những người mua vé số hoài không trúng, nhưng cũng có một số người may mắn luôn cận kề, tiền bạc vào như nước. Vậy có điểm báo trúng số độc đắc không? Điểm báo sắp trúng số là gì? Lông tơ trên nốt ruồi nào đó dài ra bất ngờ. Theo nhân tướng học, nốt ruồi trên cơ thể mỗi người đều có liên quan đến sự giàu có, sự nghiệp và hôn nhân. Hình dáng nốt ruồi cũng có nhiều loại, nhưng nếu trên nốt ruồi có lông tơ thì đó là hiện tượng hiếm hoi. Nếu như lông tơ ở nốt ruồi nào đó trên cơ thể đột nhiên dài ra bất thường thì đó là dấu hiệu của sự giàu có và may mắn trong tương lai gần. Những người có đặc điểm này thường sẽ gặp nhiều cơ hội tốt đẹp trong công việc, mọi kế hoạch chuẩn bị thực hiện trong thời gian ngắn sẽ suôn sẻ và thuận lợi bất ngờ. Không những thế, tài vận cũng chuyển biến tích cực, có khả năng làm giàu chỉ sau một đêm. Có nhiều người bình thường không bao giờ động vào tờ vé số, bởi họ nghĩ rằng vận may sẽ khó mỉm cười với mình. Tuy nhiên, bỗng một ngày họ lại tự dưng muốn mua vé số thì đây được coi là điểm báo trúng số độc đắc. Các chuyên gia phong thủy và tâm linh cho rằng, bướm bay vào có nghĩa là bạn chuẩn bị được đón nhận những tin may mắn và tốt lành. Nếu con bướm có màu sắc tươi sáng thì đó là tin tốt liên quan tới tình cảm, nhân duyên. Nếu bỗng dưng bạn thấy tai trái của mình ngứa thì đây cũng là điểm báo may mắn đang mỉm cười với bạn. Có thể bạn sẽ nhận được một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Ngay sau khi tai trái cảm thấy ngứa bất thường, bạn hãy đi mua ngay vé số nhé. Cây cối đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Theo phong thủy, nếu ngôi nhà có được vượng khí tốt, không khí trong lành, tâm trạng mọi người vui vẻ thì cây cối sẽ tốt tươi, đâm hoa đua nở. Đây cũng được coi là một điểm báo sắp trúng xổ số. Nếu xuất hiện tượng này bạn cũng đi đánh vé số ngay. Thấy ngứa vùng rốn, bất chợt bạn cảm thấy ngứa vùng rốn kinh khủng thì đó là điểm báo bạn sắp gặp may. Hơn thế nữa, phần eo của một người cũng biểu thị tài vận của người ấy. Người nào chăm chỉ vận động thì vùng eo mềm mại, tài lộc thăng tiến. Hãy nhớ rằng, hiếm khi nào vẫn may mỉm cười với những người lười biếng. Sắc mặt và thần thái sáng bừng. Sắc mặt và thần thái của một người không chỉ giúp họ nhận ra được tình trạng sức khỏe mà còn có thể biết được vận may trong tương lai như thế nào. Đối với những người phải đối mặt với căng thẳng, phiền não, sắc mặt sẽ đột nhiên tối sầm, ấn đường nhợt nhạt, nhìn chung cả gương mặt đều tái nhạt đến bất ngờ. Tuy nhiên, nếu như sau một đêm ngủ dậy, bạn chợt thấy sắc mặt dần thay đổi, ánh mắt long lanh và tinh anh, nhìn vào gương cảm thấy được một sức sống mãnh liệt đã tỏa ra thì xác định bạn sắp gặp được nhiều may mắn trong thời gian ngắn nhất. Đặc điểm này cho thấy tâm trạng bạn đang dần tốt lên và cơ hội tốt đang chờ trước mắt, chỉ cần dũng cảm tiến về phía trước nắm bắt thì có khả năng tạo được khối tài sản mơ ước.